thiệt quá. Mẹ ơi, tụi con muốn uống thêm nữa. Không được, sắp tới giờ ăn rồi con. Ờ, thôi mà, con uống thêm một ly nữa thôi. Một ly thôi. Không được, mẹ muốn các con để bụng đói để thưởng thức món rau hầm này đây nè. Hả? Xong rồi đây, cùng ăn nào. Ồ, tụi con đang làm cái gì vậy? Nước rất nóng và rất nguy hiểm đó Peter à. Sẽ không có ca cao cho con nữa đâu. Sao vậy mẹ? Vì hai con đã lén lấy uống sau lưng của mẹ. Peter, em không thể ngưng nghĩ về ca cao. Anh biết, lâu rồi tụi mình đâu được uống đâu. Quả thật, em không thể chịu nổi tình trạng này nữa đâu. Như vậy là đủ lâu rồi. Lucy, lập kế hoạch nào?